Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tam Bình và chính quyền địa phương tổ chức khởi công 4 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo ở hai xã Mỹ Lộc và xã Phú Lộc, huyện Tam Bình. Các căn nhà được khởi công xây dựng do ông Trần Văn Rón, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương, dẫn động công ty Mobifone chi nhánh Vĩnh Long tài trợ, mỗi căn 50 triệu đồng. Nhà được xây dựng theo quy cách nhà cấp 4, mái lợp tôn, nền gạch men, vách tường. Đây là việc làm ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ đối với những hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn, giúp cho các gia đình có điều kiện ổn định cuộc sống.